Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Đây là cái câu hát mà nó sẽ ám ảnh tôi từ ngày hôm nay đó mọi người. Sau khi xem bộ phim Chuyện Ma Gần Nhà thì mình sẽ review luôn cho mọi người ha, khỏi chào ngắn gọn nè. Thì cái mọi người quan trọng nhất khi mà mọi người nhắc đến bộ phim này đó là mọi người sẽ luôn hỏi là có bị cắt gì nhiều không. Thì mình xin trả lời ha, phim không có cắt gì hết trơn luôn á mọi người. Lần đầu tiên một phim kinh dị Việt Nam không cắt gì hết trơn á, những cảnh rùng rợn để đầy đủ luôn, và nên cái trải nghiệm xem phim cũng tốt hơn rất là nhiều. Đầu tiên đó là như vậy. Thứ hai là về câu chuyện, thì phim này nó làm theo kiểu của một cái phim kinh dị trước đây của Guillermo del Toro sản xuất, là phim Scary Story to Tell in the Dark, tức là có ba cái câu chuyện ma khác nhau trong cùng một bộ phim, và cái thứ liên kết duy nhất của ba câu chuyện này chỉ có một thứ, đó là bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình. Mình không biết cái tên bài hát có chính xác hay không, nhưng bài hát này rất là hay và rất là rợn mọi người. Cứ mỗi lần nó phát lên nó rất là hợp với cái bối cảnh của phim lúc đó luôn đó, là vậy. Tiếp theo đó, nếu mọi người có gọi là đủ đô để hù dọa không thì phim này đủ đô nha mọi người, rất là đủ đô luôn. Gần như là cái cường độ dọa thì mình nghĩ nó sẽ phải chiếm cũng phải 1/3 độ thời lượng phim, tại vì nó gắn liền với những câu chuyện đó. Thì thứ tự mình thích các câu chuyện là câu chuyện số 2, câu chuyện số 3 và câu chuyện số 1. Nhưng mà cái trải nghiệm xem là thì mình lại thích thì lại đi theo là câu chuyện số 1, tức là câu chuyện mượt mà nhất, từ đầu đến cuối xem rất là rành mạch rõ ràng luôn và tạo mood xem cực kỳ dữ dội. Câu chuyện số 2 thì câu chuyện nó có phần gọi là phức tạp hơn và nó rối rắm hơn một chút xíu, và mình nghĩ là khán giả coi cái câu chuyện này thì chín người sẽ ra 10 ý, tức là mỗi người sẽ ra một cách hiểu riêng. Và cái câu chuyện số 3 là một câu chuyện mà mở màn thì có cảm giác nó sẽ hơi hơi phức tạp, nhưng mà càng về sau thì nó càng dễ hiểu và nó giữ mood cho người xem đến khúc cuối để người ta biết được cái kết cục của câu chuyện là gì luôn. Nên nhìn chung Chuyện Ma Gần Nhà là một bộ phim xem rất là ổn nha mọi người, rất ổn áp luôn. Nó hợp xem cả 14 tháng 2 luôn, tại vì các cặp đôi có thể đi đi vào rạp xem phim này, rồi các bạn nữ lúc sợ thì sẽ có các bạn nam nắm tay cho đỡ sợ nè, tăng thêm tình cảm đồ đó nè. Nhớ đi coi nha, 14 tháng 2 xem đây là đã lắm. Đó, xong rồi cả hai còn có hứng đi ăn đi uống này kia nữa nè đó. Nói về diễn xuất phim này thì mình sẽ xếp theo thứ tự là câu chuyện 2, câu chuyện 1 và câu chuyện 3. Cái nhân vật chính của câu chuyện số 2 là Huỳnh Thanh Trực, thì bạn này vừa đóng xong phim Rừng Thế Mạng cũng cùng nhà sản xuất luôn. Thì sau cái vai đó thì vai này rất cũng rất là đáng nhớ và bạn này diễn cũng rất là ổn luôn. Tiếp theo là Khả Như. Khả Như thì mình thường coi hài nhiều hơn, nhưng mà Khả Như đóng vai này thật sự mình nói rất là đạt luôn á mọi người. Đóng vai cô Mía đó, và câu chuyện cô Mía như thế nào thì ra rạp coi thì biết nha. Còn Vân Trang là gì, chị diễn hay, ở sở trường của chị Vân Trang là diễn rất là ok luôn á, không có gì phải bàn cãi luôn đó. Nói chung tổng lại là một bộ phim kinh dị hù rất là ổn áp, và mình nghĩ là không chỉ phương Tây hay là những cái nước khác đâu, mà Việt Nam mình nói chuyện kinh dị cũng đầy ra những cái truyền thuyết đô thị của mình rất là nhiều luôn. Và cái cuối phim á là anh Trần Hữu Tấn, là tức là anh đạo diễn, anh còn kiểu đam mê muốn mở thêm cái vũ trụ này về xa hơn bằng một cái áp tức bằng một cái cảnh cuối rất là bùng nổ cho cái phần phim kế tiếp. Nên hy vọng là phim này sẽ thắng để mà ảnh có thêm chi phí để sản xuất cái phim kế tiếp, tại vì đây là mình nghĩ là một cái vũ trụ mới, nó rất là tiềm năng luôn. Tại vì phim kinh dị Việt Nam mọi người biết là đa phần trước giờ cái sự kiểm duyệt á nó làm cho cái phim nó không còn hay nữa, nhưng mà bây giờ cái việc kiểm duyệt á mình cảm giác như là nó đã đỡ hơn chút xíu rồi và tôn trọng người làm phim hơn. Nên mình nghĩ là mọi người nên ra rạp xem phim này. Thật ra là không phải hoàn hảo gì đâu, vì có một số chỗ mình cũng không thích, một số treatment hay là cách hù á nó có phần hơi lặp đi lặp lại, nhưng mà mình nghĩ là với khán giả mà coi phim kinh dị mà thích coi những cảnh hù thì mình nghĩ là hoàn toàn ok thì luôn. Và thêm một điều nữa, phim quay rất là đẹp nha mọi người, và cái màu sắc Sài Gòn xưa á đẹp ơi là đẹp trong bộ phim này luôn, mê mẩn luôn á. Và đặc biệt là đừng quên học bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình trước khi xem bộ phim nha. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe, hy vọng mọi người sẽ ra rạp xem phim. Rồi hết video podcast rồi, bye bye mọi người. Yay!